Chị cô bắt nhận gì là ngoài hình thức con tình nhẫn có gặp mấy sư cô hình như một hai lần lễ với chùa Việt Nam mời quý Phật tử chúng ta lần lượt xích lên cho sư cô quý sư cô hồi bữa qua vừa rồi á là phải đòn ba chiếc xe chuẩn bị cho mà vô đây ấy. Lạnh lắm bữa đó lạnh mà người cứ nhúng đỏ cái nên nhà con này. Mời quý Phật tử chúng ta tuần tự còn bác nào mà lớn tuổi á, mà không ngồi được á, thì mời vô trong nha quý vị vô trong dạ dạ quý vị tới mai giờ mới đi mấy vị đi có khỏe không quý qua bây giờ bắt đầu mọi việc đã ổn định ha. Bây giờ cung thỉnh quý sư cô bắt đầu làm lễ, mời quý vị ở ngoài vô trong thêm để chúng ta làm lễ nha. Rồi bây giờ thành tâm cung thỉnh quý sư cô, quý Phật tử nếu mà chặt quý vị có thể ngồi được là chắp tay nha. Thầy mời quý sư cô, quý Phật tử gì cơ. Đứng cho đều đứng cho đều mấy vị đứng cho đều hết luôn. Thường ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy không trời người cha lành chung bốn loài quý trọn một niềm dân sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tan thang ức kiếp không cùng từng Phật chúng sanh tánh thường rộng lắng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đế cho vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng người được bảo tòa thân con thường hành hiền cúi đầu xin thể nguyện quy nhân thân thân lễ từng hư không biến pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thân tăng thường trụ nhân tâm thanh lễ ta ba giáo trụ điều ngự cùng sơ thinh ca mâu ni Phật đương lai hạ sanh nhi lăng tôn Phật đại trí văn thu sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát khổ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát nhân đạo sư A Di Đà Phật đại bi quang thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát phương trí nhị nghiêm thân thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch đại đức trụ trì là pháp nhẫn cùng chư tôn đức nghi
cùng quý Phật tử đạo tràng chùa Pháp Nhẫn. Pháp Nhãn, hôm nay chúng con xin đại lao cho chư ni chùa Hương Lâm cùng quý Phật tử đạo tràng chùa Hương Lâm đến đây thành tâm cúng dường, tiếp tịnh tài lên ba ngôi tam bảo và khấn chúc cho đại đức cùng chư tôn đức ni cùng quý Phật tử trong đạo tràng chùa Pháp Nhãn một năm mới luôn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lành, Phật sự viên thành, sở cầu như nguyện, nguyện chúc cho Phật pháp nơi đây mãi trường tồn hưng thịnh, là nơi nương tựa cho hàng Phật tử trở về để tu tập. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý sư con ngồi xuống. Quý Phật tử ngồi xuống giây phút cho thoải mái. Đi hành hương mình phải thoải mái, có chất an, chất lạc thì lúc đó mình mới thấm. Chứ còn mà mình không có thoải mái cái làm cho thân mình nó đuối rồi tâm mình nó cũng mệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô, thì kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi chánh điện chùa Pháp Nhãn, lời nói đầu tiên kính chúc quý sư cô cũng như quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chùa Pháp Nhãn sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho tràng pháo tay nha. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hồi sáng hôm nay á cũng có bốn sư cô tứ trụ, bây giờ cũng lập tứ trụ nữa, chắc năm nay làm ăn khấm khá đó. Thì quý vị biết á là cái mùa xuân á là quý Phật tử mình á, nhất là người Việt mình có cái tâm á, mình đi hành hương là việc làm rất là cái ý nghĩa, rất là hay. Hồi sáng á khoảng 5 người Mỹ, trong đó trẻ lắm, người Mỹ khoảng 30 mấy tuổi tới 40 mấy tuổi 50 mấy tuổi, mà mấy vị đó là kỹ sư, mấy vị đây là giáo sư tâm lý học, cũng là tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, mà họ học Phật học đó, họ nghe đi hành hương đó, họ về chùa họ cùng tham gia, mặc dầu nói tiếng Việt, sau đó cũng nói tiếng Mỹ, rồi nói tiếng Phạn, tiếng Bali của thời Phật đó, rồi họ cũng rất là thành kính, họ mừng lắm, cho nên họ về đầu năm mà họ làm gì đó rất là ý nghĩa. Thì hôm nay phái đoàn về vậy đó, rất là hay. Thì thưa quý sư cô, thưa toàn thể quý vị, chùa mình ở đây á, thành lập được là một năm khoảng 3 tháng. Trước đây á, là cái phòng ở trong kia lúc mình mua là chưa có chỗ này. Thì mình thờ Phật ở trong phòng trong đó, mà trước khi qua phòng đó thì phải qua cái phòng nhà bếp trước á. Cho nên thấy nó nhỏ hẹp. Sau đó rồi quý Phật tử đi hành hương á, mới về ở 2 tháng à. Mà năm ngoái đó giờ tới 4 xe luôn. Mồ Phật họ nghe á, họ nói dù sao nữa thấy nhà sư đang ở đây cho nên phải đò lên thăm. Thứ nhất là thăm ở nơi cái già lam này, thứ hai nữa là chiêm ngưỡng. Mà năm ngoái không có thời tiết không có như đây, nó lạnh lắm, cho nên vô 4 chiếc xe, mà 3 chiếc xe vô cùng lượt. Mà lúc đó một cái phòng mà ở cái này nữa, có một cái phòng bầu tâm sự thôi, cho nên họ xếp hàng từ ở chỗ trong đây mà ra tuốt qua kia, họ nói lỡ lấy vé rồi, cho nên họ cố gắng từ số 1 tới số 15 đó, 150 đó, cho nên nó dài vậy đó. Đó là điểm thứ nhất. Thì sau đó cái phái đoàn thứ hai thế ít hơn cho nên cũng thoải mái. Thì năm ngoái mình vô có một phòng thôi, năm nay mình vô 2, cũng nhờ phái đoàn hành hương. Mấy vị nói chứ mình lên mà mình xếp hàng lâu mất thời gian, hơn để mỗi người ta hô hỉ, gieo duyên phước điền gì đó, là cái thầy làm được thêm cái nữa đó. Bữa nay á là năm này á là cũng hơn năm rồi, cho nên cái lúc đó cái đoàn hành hương về cái phòng bị chặt quá, cái mấy vị nói chơi vô mồ Phật coi chừng sập cái nhà mồ bờ hôm á. Cái có cái Phật tử sư cô đi gì nữa chứ, thầy yên tâm ở đây Phật tử rất là dễ thương. Ở mày vô mà nó sập á thì mỗi người chúng con từ 150 người nữa, người 1000 là nó đủ rồi. Đó cho nên mấy vị vô lại Phật xong rồi ra mà lạnh lắm. Thì đó vô cái năm nay á, thì mấy Phật tử thấy gì á, nói thôi mình bánh tét lột lòng. Thì biết bánh tét lột lòng không? Tức là lột từ từ, vô lột nhanh nó gãy.
lột từ từ từ, tức là lột tới đâu mình thấm tới đó, rồi cái mình dùng tới đó, mình coi như là đại khái nó là biêu ổng á, đúng không? Tức là đâu giải quyết đó, mình tu là chủ yếu là thoải mái an lạc, thì lúc đó cái mình giải quyết từ từ thì nó có cái phòng lớn này. Khi có phòng lớn này rồi thì lúc bấy giờ chư tôn đức nhất là quý Phật tử nuôi mô Phật, tự vì hồi đó mình thờ cái tượng Phật nhỏ trong cái vị thấy trong chùa đất mà có Phật vàng thì thờ tượng Phật đó, cái mấy Phật tử lên mô Phật thưa thầy, mình làm cái phòng này cũng được được á, hành hương rồi tới cũng được, nhưng mà không có tượng Phật con thấy nó không có trang nghiêm, nó sao trang nghiêm được, trang nghiêm là do tâm mình chứ, nó không hiểu chứ, vậy chứ ở bên ngoài còn thấy Phật cảnh là có rồi, tượng Phật Di Lặc cũng có nè, vô mà thấy Đức Phật cười là Phật vui rồi đó. Khi thấy đoàn vô đó, trời Phật Quan Âm, Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề nữa. Đức Phật mà thành đạo ngồi dưới cây Bồ Đề là Đức Phật giác ngộ, thì vô có Phật cảnh rồi, nhưng mà vô chánh điện chưa có. Phật quý Phật tử mới nói chứ mô Phật, bây giờ tụi con muốn gieo duyên người ít trăm người ngàn hai ngàn gì đó, muốn thỉnh tượng Phật, rồi sư thầy thấy sao? Cái thầy mới nói chứ mô Phật, bây giờ mấy vị sao đâu có, mấy vị mà nếu mà có cái tâm gì đó, thì thầy hoan hỷ thôi, cái vị đóng góp vô. Cái mấy Phật tử mới ra cái yêu cầu, cái phần mà tịnh tài á, tụi con cúng á, chúng con cúng á, Upasaka, Upasika, tức là Upatak và Upadi, hoặc là cận sư nam, cận sư nữ á, người thiện nam, thiện nữ á, cúng á là phần của tụi con á nha. Nhưng mà phần mà làm tượng á, thỉnh tượng á, là của sư thầy, họ giao kèo vậy đó. Bây giờ biết sao không? Thì bây giờ cúng rồi mình nhận tịnh tài, cái quan trọng của quý thầy, quý sư cô mình á, quý vị xuất sĩ á, là cái quan trọng là làm đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng đối tượng. Chứ mà mình cúng chỗ này thì mình cũng làm cho tam bảo, mình đem làm con đường đi, thì lúc đó hư một con đường hết. Quý vị thấy không? Tức là làm không đúng đối tượng, không đúng chỗ, thì Phật tử nói mô Phật còn muốn cúng cái tượng để Phật tử về đảnh lễ, mà sao cũng lấy cái số tiền đó làm tam bảo mà làm con đường ví dụ đi. Thì lúc đó là Phật tử có vui, thì thầy mới làm việc trên online. Thầy liên lạc ở Việt Nam đó, quý thầy, quý sư mới đi ra ngoài Lò Đúc ở Huế đó, mới làm ngay cái Lò Đúc ở Huế nè. Cái Lò Đúc nổi tiếng lắm á. Cái Đúc ấy, ông Thả Đúc ấy, ông nói chứ kỳ này làm con cũng rung, là con đem qua bên Mỹ, mà tự vì ở Việt Nam có thể mình làm lại được, còn qua Mỹ đâu có làm lại được. Cho nên con phải làm cho nó chu đáo, mà chư Tăng, chư Ni, quý Phật tử ra cầu nguyện 3 lần, lần chọn, lần đúc, rồi lần xong thành phẩm, rồi lúc đó được rồi đó. Cái mới đem qua, thì sau đó 3 tháng rưỡi sau, rồi mới qua cái tượng đồng, mới tượng Phật mới qua. Thì qua làm lễ an nghỉ Phật rồi, thỉnh quý ôn quý ngài về. Và đặc biệt ở đây là có quý sư Thái, thầy Tích Lan, thầy Miến Điện về đây cùng cầu nguyện. Thì lúc đó về Phật tử vui quá, nói mô Phật, con tưởng đâu thầy làm việc trên online mà không có cái kết quả, chứ mà bây giờ có kết quả mừng quá. Thì về có tượng Phật ở đây, có chiêm ngưỡng hình đức, hình bóng của Đức Thế Tôn, cho nên rất là vui. Hôm nay mấy đoàn mà về á, năm ngoái mà mấy vị đi á không biết, còn năm nay bây giờ thoải mái rồi, cho nên vừa có cái phòng này lại Phật, vừa có cái tượng Phật tôn nhang của Đức Thế Tôn để đảnh lễ, quý vị vui không? À, cho càng có thay đi. Đó, cái công đức lành đó, cho nên có hình thức ở đâu cũng vậy, có tam bảo, Phật, Pháp và Tăng, nơi nào cũng vậy, thở mình lập chùa. Thường thường đó là có cái am, có cái thất, từ ở Mỹ thì chưa mua hơn, chứ ở quê nhà mình có cái am, cái tranh, từ lớn dần, mỗi năm giống như em bé mà sanh ra đấy, thì sanh ra đâu có đi được, chừng nào lớn dần nhờ chăm sóc của ba, của mẹ, cho nên em nó lớn dần, thì mình cũng vậy, tu tập cũng vậy, quá trình tu tập là nhờ thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, cho nên mình trưởng thành trong giáo pháp, lớn trong giáo pháp. Thì nhờ vậy năm nay quý vị về đây, quý vị rất là an vui, rất là hạnh phúc, mà đặc biệt là thời tiết năm nay rất là an lành, quý vị không? Bây giờ quý vị chắp tay nói theo thầy nha. Nếu không có Thế Tôn, bạn cô liên hơi lớn chút. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có Diệu Pháp, nếu không có Tăng Đoàn, làm sao con may mắn được Pháp lạc hôm nay, công phu tu tập này cho chính bản thân con, cho cả dòng họ con, và cho cả xã hội.
hay không? Dạ. Vỗ tay. Đó, cái gì đó. Cho nên đó, nhờ Phật, Pháp và Tăng rất là quan trọng. Nếu mà không có chư Tăng, Tăng ở đây quý vị đừng nghĩ là chỉ cho người nam thôi nha. Tăng ở đây là chỉ cho mấy sư cô nữa đó. Cho nếu mà hai chúng đó, là chỉ cho chúng xuất gia nam, chúng xuất gia nữ và chúng tại gia nam và chúng tại gia nữ gọi là tăng. Sang gia đó là bao gồm bốn chúng, mà nếu cho nói gọn á là hai chúng là chúng xuất gia hay là xuất sĩ, chúng cư sĩ, cư là ở, sĩ là một bậc thầy có đi chùa đầu năm. Quý vị thân, một người có nếm được pháp lạc, hiểu được pháp lạc và thực hành được pháp lạc thì lúc đó gọi là sĩ, là người có tâm học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, được chưa? Đó, cho nên nếu không có Thế Tôn, nếu không có Đức Thế Tôn ra đời cách đây 2640 năm, Đức Thế Tôn ra đời. Nếu không có Đức Thế Tôn ra đời, làm sao có đạo Phật trên ngày nay? Nếu không có Đức Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, If it was not wonderful Dhamma, không có diệu pháp, không có tăng đoàn, không có sangha, thì làm sao con may mắn được cái pháp lạc hôm nay? Quý vị về chùa, quý vị hiểu được giáo pháp Đức Phật và thực hành giáo pháp Đức Phật, nếm được pháp lạc thì lúc đó nhờ tăng đoàn hướng dẫn để tu tập cho ai? Cho chính bản thân con và cho cả xã hội và cho cả dòng họ con. Quý vị thấy không? Thấy đạo Phật không? Rất là tuyệt vời. Cho nên đạo Phật đi tới đâu á, giàu là đông cớ đến nào nữa, luôn luôn lúc nào cũng hòa bình, không bao giờ làm gì đây. Quý vị thấy không? Thế giới ngày nay rất là nhiều tôn giáo, nhưng mà đối với Phật giáo, người Mỹ, người phương Tây dỡ nón cúi chào. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà cúi chào, quý vị đọc theo tiếp nè, chắp tay lại quý vị đọc nha. Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Nam mô Bụt Đà Gia. Nam mô Bụt Đà Gia. Rồi xa xuống. Pháp là con đường sáng, đưa người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Dhamma Gia. Nam mô Dhamma Gia. Tăng là đoàn thế đệ cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời Nam mô Sangha Gia. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo biết Tam Bảo của tự tâm nguyện tu học tinh cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Rồi xa xuống. Quý vị biết ba viên ngọc quý đó là gì không? Đúng rồi, nhờ đi chùa đầu năm cho nên biết hết. Đó. Quý vị biết được nhớ là mình làm giữ luôn luôn lúc nào Phật, Pháp và Tăng và năm điều đạo đức phải hành trì vương giữ. Quý vị thấy người Mỹ á, hôm mai có 5 người lên á, mà trẻ, họ lên họ thực tập rồi đó, họ nếm được pháp lạc á, 2 tuần người Mỹ mà người ta nếm được pháp lạc và thấy wonderful Dhamma rồi họ về, họ thực tập giáo pháp của Đức Phật á, 2 tuần là họ về chùa Hương Lâm, về chùa Hương Lâm tụng 5 điều đạo đức, 2 tuần lễ là họ về học Phật pháp, họ học từ 8:30 tới 12 giờ. Chùa mình nấu xôi ngon lành, xôi gì đó, khi họ tới họ vừa học rồi họ vừa vui vẻ. Rồi họ học Phật pháp 5 điều đạo đức, họ tụng như vậy đó, tụng tiếng Mỹ, rồi họ tụng kinh, rồi họ thiền hành, họ tập gì đó, 2 cái việc làm họ rất là thực tập. Cho nên họ tâm tụng 5 điều đạo đức. Người Phật tử người Việt Nam có đạo Phật có mặt ở Việt Nam rất là nhiều, hơn 2000 năm rồi, mà chúng ta nói tới đạo Phật, nói là Phật tử thì mình cũng hãnh diện vậy đó. Nhưng mà nhiều khi hỏi Phật tử là gì không hiểu, tôi hỏi nhiều quá, hỏi sư cô
Cho nên á, mình đi chùa mình thứ nhất á là mình phải hiểu được cái nghĩa người Mỹ không học thôi, học phải hiểu cái nghĩa Phật tử là gì, Nam Mô A Di Đà Phật là gì, phải hiểu được thì lúc đó mới thấy được cái giá trị trong đạo Phật. Thì người Mỹ họ tu tập vậy á. Ở đây á, thầy thấy các anh trai kia cũng cạo mát mát á, cũng nếu mà ở đây mà thời gian thầy cho mượn áo nữa bây giờ anh được hát rồi đó. Thì quý vị tham, cho nên á, đầu năm mà quý vị mà đi về chùa là thứ nhất á, là nhờ công đức của quý sư cô Hương Lâm, để quý sư cô theo quý Phật tử theo dấu trong quý sư cô về chùa lạy Phật tụng kinh hướng về ánh sáng đạo Phật, và mình làm cái việc có ý nghĩa, lời nó lành, ý nghĩa lành và việc làm lành. Quý vị nói theo thầy nha: buổi sáng nói điều lành, buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành, ta có một ngày vui, cũng vậy, buổi sáng nói điều lành, trưa nói điều lành, tối nói điều lành thì ta có một ngày vui rồi, bây giờ một tuần vui, một tháng vui, rồi bây giờ một năm vui, cuối cùng một năm vui thì ta có một đời vui. Vui không? Thì hôm nay quý Phật tử về đây thì cái việc làm rất là ý nghĩa, là nhờ công đức của quý sư cô hướng dẫn, bốn sư cô hướng dẫn thì quý Phật tử về việc làm rất là hay, rất là vui. Thì nhờ công đức lành thì quý vị về chùa bất cứ nơi nào mà quý vị về mà chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và thực hành của giáo pháp của Đức Thế Tôn và nương tựa cái hành bóng của tăng đoàn thì việc làm có ý nghĩa. Nhân dịp mùa xuân, quý vị luôn luôn thầy chúc toàn thể quý vị Phật tử ở đây kính gửi lời thăm của quý sư cô luôn luôn lúc nào cũng an vui và hạnh phúc. Trước khi dứt lời, mời quý vị đọc thêm một bài xuân cho vui. Xuân mới cho đời thêm thắm tươi, xuân mới cho đời thêm thắm tươi, già trẻ hân hoan, già trẻ hân hoan, nở nụ cười, nở nụ cười, cười lên. Nhà nhà, người người, cùng tu tập, đón mừng xuân mới, tâm mang vui, vui không? Vui quá. Thì tạm niệm công đức của quý sư cô, kính chúc quý sư cô luôn luôn lúc nào đi trên con đường giác ngộ cũng có chị có em. Kính chúc quý Phật tử mình làm gì làm, nhất là mùa xuân của người Phật tử Việt Nam mình, mình gieo cái Bồ Đề Tâm và mình hướng về ánh sáng đạo Phật và giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như là nương tựa tăng đoàn, việc làm rất là ý nghĩa. Thầy kính chúc toàn thể quý Phật tử cũng như kính chúc quý sư cô luôn luôn thân an, tâm an, hướng về ánh sáng đạo Phật, thấm nhuần giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ quý vị chắp tay lại, quý vị tụng bài nguyện ngày an lành nha. Nguyện ngày an lành, Thích Ca Mâu Ni Phật.
khám phòng phát lộc. Mời hai sư cô hai bên, hai sư chị hai bên đây. Thầy quý vị phát cho người một cái tương tự quý vị nhận chai nước với một cái phong bì. Và quý vị có thể ngồi được với sư cô rải cúng dường. À, rồi quý vị không sao phát chừng mấy phút rồi xong rồi. Dạ, rồi quý vị phát chai nước mượn chai. Dạ, lọc đồng năm. Dạ, quý vị truyền ra người lọc đồng năm. Dạ, duy người chai nước, sư cô. À, cái đĩa nữa, một người cái đĩa đó nha. À, trong khi mà quý vị làm mò ai đi, hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết lòng ngồi đây, chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nghi khó lý tưởng, chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng chắc dịu lòng con, thầy là con thuyền đánh lá đưa chúng con đến bờ thắm quân, thầy theo hành nguyện quán phương theo luôn trời sáng soi mười phương. Dạ rồi, bây giờ cảm ơn quý sư cô, quý phật tử. Bây giờ chúng ta tuần tự có thể ai đi nhu cầu thì đi.